đến với chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Và hôm nay chương trình của chúng tôi rất là vinh dự khi được ghé về ngôi trường này để thấy được tất cả các bạn rất là nhiệt huyết. Và chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện, được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các đơn vị tài trợ chính của chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Xin trân trọng cảm ơn bột trộn sẵn Miko Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, bánh gạo Quanh Quanh và EG thuộc công ty thực phẩm Quanh Quanh Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ phụ, nhãn hàng TV màn hình tương tác Akio, quạt trần Kim Thuận Phong cùng với tất cả các đơn vị tài trợ khác của chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Cũng không quên xin được cảm ơn công ty điện tử Suzan cũng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến với biệt đội của trường Long Mỹ. Xin mời. Quý vị thân mến, chương trình Biệt đội Phấn Trắng lại tiếp tục có những cuộc hành trình để gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp về tinh thần tôn sư trọng đạo của các em học sinh đến với các thầy cô giáo. Và ngày hôm nay, chương trình đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Long Mỹ để giúp cho biệt đội dưa hấu của chúng ta có thể hoàn thành những thử thách. Nhân đó thì có thể nhận về cho mình những phần thưởng giá trị để có thể gửi tặng đến người mà các em yêu quý nhất. Nặng nhất là cái vào thuốc hóa trị. Tuần đầu tiên là khi nằm như là đi không nổi luôn, sợ trường hợp tái phát nhanh quá. Về mấy đứa nhỏ đó còn nhỏ quá. Chung là tin tưởng là mình sống thêm mấy chục hai chục năm vậy đó, nó cũng được. Lúc đó nó cũng lớn nè. Xin mời đội trưởng. Chú con là Nguyễn Tấn Hàng, học sinh lớp 11, học trường Trung học Phổ thông Long Mỹ. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em là Hồ Hoàng Thịnh, là học lớp 10. Mười một T 10. Chào các bạn, mình tên là Hồ Thị Bé Mai, lớp 10 T 10. Dạ là em thích ca hát nhưng mà em rất ghét những bài hát mà dở. Dạ em là Nguyễn Thị Cẩm Tú, học lớp 11 T 10. Dạ em tên Trang Hiền Diệu Nít Na, là học sinh giỏi chăm ngoan của bác Hồ. Dạ hay quá. Dạ, em tên là Đàm Lê Vĩnh Phát, em là học sinh lớp 11 T 10. Em có biệt tài là chiến thắng cuộc thi này. Trời ơi, quá tự tin rồi. Chúng em là biệt đội dưa hấu, cùng nhau phấn đấu, hết thời cũng phải chơi. Biệt đội dưa hấu của chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Và nếu các bạn sẽ vượt qua thử thách lần này thì các bạn sẽ nhận về cho mình phần giải thưởng trị giá là 3 triệu đồng. Nhưng mà nếu như các bạn không vượt qua được thì các bạn sẽ sử dụng tới một viên phấn may mắn. Nếu đặt viên phấn đặt cược đó ở phần sau, các bạn mà thành công, các bạn vẫn sẽ giữ được phần thưởng của vòng đầu tiên. Còn nếu các bạn không thành công ở phần thi sau, có nghĩa là các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền hết. Và khi đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những gương mặt đại diện những nhãn hàng và đại diện cho ngôi trường thân thương ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Ông Võ Quốc Hội, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang. Quý vị và toàn thể các đồng chí lãnh đạo đi cùng nữa. Về phía nhà trường xin được trân trọng giới thiệu bà Trịnh Thị Trúc Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Long Mỹ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Nam, đại diện nhà hàng Bột Trộn Sẵn Miko Hương Xưa. Ông Giả Thành Công, đại diện nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và EG. Ông Phùng Chí Vĩ, đại diện quạt trần Kim Thuận Phong. Ông Vũ Văn Nhượng, đại diện nhãn hàng Akio TV màn hình tương tác. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các bạn 1801 học sinh thân thương của trường Long Mỹ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đấu đầu tiên được mang tên Có Khó Mới Có Ăn. Các bạn đã được trang bị những cái phao rất là đẹp mắt. Và bên cạnh đó, đó chính là cái đồ che mắt. Các bạn giống như đang là những cướp biển dùng Caribe. Đang là những cướp biển dùng Caribe. Đầu tiên các bạn sẽ di chuyển qua trên con đường này. Xin mời anh Hiếu Hiền ạ. Sau đó các bạn sẽ di chuyển qua cái xào này có rất là nhiều bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Các bạn lưu ý là trong vòng 10 phút chúng ta sẽ hoàn thành ít nhất là 8 chiếc bánh thì chúng ta sẽ hoàn thành thử thách nha. Chuẩn bị.
Cổ vũ các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Nhớ chữa dây lại nha. Đây là chiếc bánh anh Hiền ta ước được ăn nhưng mà không tới. Đồ ra lên được mà. Ngại gì em ơi, tới thôi em ơi. Cố lên nè, cố lên nè. Mình là con gái mạnh mẽ nè. Chị dịch đó, chị dịch. Tao thấy càng 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 lùi trời. Hồi đó giờ bộ nó lùi luôn hả? Bước mình dài hơn được không? Rồi cho đi nè, đó. Bế tắc rơi vào bế tắc rồi. Tiếp tục nữa mà. Đáng được thần thôi, đúng rồi. Cái chính... Yeah. Oh. Trời đất ơi. Run. Rồi. Bạn đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Như vậy được xem là 9 cái bánh rưỡi. Quy định của chúng tôi chỉ cần các bạn hoàn thành 8 cái thôi là các bạn đã đạt chuẩn rồi. Các bạn hãy về. Nhưng thời gian vẫn quyết định xem các bạn có là người chiến thắng hay không. Và 9 cái bánh rưỡi, biệt đội phấn trắng trường Long Mỹ chúng ta đã hoàn thành ở thời gian đó 10 phút. Biệt đội dưa hấu của chúng ta đã nhận về cho mình phần thưởng trị giá là 3 triệu đồng ở phần thử thách đầu tiên. Xin chúc mừng các bạn rất nhiều ạ. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Nhượng, đại diện nhãn hàng Ekio TV màn hình tương tác, sẽ trao cho biệt đội dưa hấu của chúng ta phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Xin cảm ơn anh rất nhiều, xin cảm ơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với biệt đội dưa hấu sẽ tham gia thử thách vòng thứ 2. Và ở đây thì chúng ta thấy là các bạn đã được chuẩn bị gồm những cái nón, và trên đầu nón là sẽ có một cái vũ khí rất nhỏ. Bên cạnh đó là sẽ có một cái bịt mắt. Các bạn sẽ ngồi trên ngựa, sau đó là sẽ phải phi đứng đắt qua những cái ô tròn này. Tuy nhiên các bạn sẽ được một người hướng dẫn, đó chính là bạn dẫn đường. Các bạn sẽ vẫn phải ngồi trên ngựa và ráng cố gắng làm sao dùng cái vũ khí nhọn trên đầu nón của mình để đâm lụng những cái bong bóng này. Trong thời gian 10 phút chúng ta sẽ làm để ít nhất là 7 cái bong bóng. Thì các bạn sẽ hoàn thành thử thách nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Nhúng đi ạ, nhúng đi ạ. Dạ. Trái nhiều đi, trái nhiều đi. Bậy rồi, đúng rồi. Chó. Thôi, đi trước mặt nào. Thôi, xíu. Bên trái bạn ơi. Đúng rồi, sắp đổ rồi. Sắp đổ rồi. Kỹ thuật nha.
ơi. Bà không biết bên hướng hả bà? Bên trái. Dạ, bên trái đi bà. Trái nữa đi bà. Bên trái nữa. Trái đi bà. Trái nữa đi bà. Thôi vô đây, vô đi, bà nghỉ mệt. Đi tới. Rồi đông. Chúng rồi đó, chúng rồi đó. Đúng rồi đó. Chúng rồi, chúng rồi, chưa bể thôi. Chưa bể thôi. Chưa bể thôi. Chưa, vẫn chưa quệ. Rồi, chuẩn bị. Tôi nhớ trường này có dạy phương hướng đàn. Mẹ qua bên trái. Rồi, rồi quẹo bên trái đi. Ừ, trái nha. Rồi, quẹo phải, quẹo bên phải. Rồi, tới, chọn đi bạn, cố lên. Rồi, được mạnh rồi. Mạnh lên, đúng rồi. Được rồi. Mạnh lên, mạnh lên, đúng rồi. Đi đã, quẹo phải. Chưa bao giờ mình thấy con ngựa mà nó không hài lòng với chủ đó luôn. Yeah. Tới, mẹ trái. Tới, mẹ phải. Trái trước đi. Rồi, mẹ phải. Mẹ phải. Thôi lại một bước đi ạ. Đúng rồi. Đập đi, đập đi. Ông bổ tròn. Đúng rồi. Chúng rồi, chúng rồi đó mà nó không bể thôi. Không bể. Rồi bể ơi, rồi tiếp theo lên. Chúng rồi, mẹ phải. Tới luôn, mẹ trái. Mẹ bên trái bạn ơi. Cái gì xỉu luôn vậy? Qua chạy. Chạy chạy tới. Trời ơi là trời ơi. Ừ. Rồi tiết kiệm thời gian. Tiếp tục người tiếp theo. Sắp hoàn thành rồi. Rồi bẹo trái. Rồi tấm nộn rồi. Rồi tấm nộn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Người tiếp theo lên. Nhanh nhanh. Tiếp theo. Tiếp theo. Tới tới. Bẹo bẹo trái. Bẹo phải. Tới. Bẹo phải. Bẹo phải. Bẹo phải. Bẹo phải. Rồi bẹo trái. Tới 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 tới. Lẹ đi. Rồi, người tiếp theo. Nhanh. Rồi, tới bò. Thôi lùi lại. Lùi lại. Lùi lại. Lùi tiếp nữa. Lùi nữa, lùi nữa. Nữa đi, nữa đi. Rồi, nữa đầu ra. Nữa đây hả? Lên. Chúng ta còn lại 3 quả bong bóng và thời gian của các bạn đã trải qua. Chúng tôi đang cầm trên tay. Với số bong bóng là 7 cái bong bóng, các bạn đã xuất sắc vượt qua. Và với quả bong bóng thứ 7 vừa rồi, các bạn đã thực hiện ở cái con số thời gian là 9 phút. Đồng nghĩa với việc các bạn sẽ nhận về cho mình phần giải thưởng trị giá là 7 triệu đồng. Xin chúc mừng biệt đội Dưa Hấu. Xin trân trọng kính mời ông Phùng Chí Vĩ, đại diện Quạt Trần Kim Thuận Phong, nhà sản xuất quạt trần chuyên nghiệp, sẽ trao cho biệt đội Dưa Hấu của chúng ta phần thưởng trị giá 7 triệu đồng. Kính thưa quý vị các bạn, và như vậy thì biệt đội phấn trắng của trường Long Mỹ chúng ta đã xuất sắc vượt qua vòng thi. Và tổng kết của cả hai dòng các bạn đang có số tiền là 10 triệu đồng. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Giả Thành Công, đại diện nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Easy, sẽ trao phần thưởng cho biệt đội Dưa Hấu tổng giá trị đó chính là 10 triệu đồng. Trong chương trình biệt đội phấn trắng ngày hôm nay, vì sao chúng tôi lại có mặt ở tại đây, chúng tôi sẽ nhường lại những lời tâm sự dành cho bạn đội trưởng. Xin mời bạn. Lý do tụi con tham gia chương trình này là tại vì tụi con muốn tạo một kỷ niệm tuyệt vời nhất cho cô chủ nhiệm lớp em. Rất là xúc động khi biết được cái hoàn cảnh của cô Mỹ Em. Theo tôi được biết thì cô Mỹ Em là bị bệnh ung thư và phải phẫu thuật rồi phải hóa trị rất là nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần rất là nhiều. Và với một người bạn thì tôi cảm thấy rất là sốc. Con người đến với thế gian bằng nước mắt, thế nên đời người mới định trước khổ đau. Cuộc đời không phải câu chuyện buồn nào cũng được kể lại bằng nước mắt. Và cuộc đời của cô Phạm Thị Mỹ Em cũng đã phải chia đôi giữa hạnh phúc và nỗi đau khi cô hay tin mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Nhưng đối mặt với điều này, cô Mỹ Em vẫn lựa chọn tin vào bản thân thay vì đầu hàng trước số phận. Nặng nhất là cái vào thuốc hóa trị. Tuần đầu tiên là khi nằm như là đi không nổi luôn, sợ trường hợp tái phát nhanh quá. Về mấy đứa nhỏ đó còn nhỏ quá, chứ bản thân thì không có sợ. Lúc mà đi bệnh viện mà ổ đã phẫu thuật, bỏ nó một tuần mà về nó rất là buồn. Cái lúc đó nó không dám xa mẹ, sợ mẹ bỏ đi nữa. Vui nhưng mà mình nghĩ về xa thì mình buồn đó. Thật chẳng ai nói trước được chuyện đời. Những tưởng được sống với đam mê nghề giáo, được sống trong những lung linh của hạnh phúc bên gia đình. Khi cô Mỹ Em cùng thầy lần lượt đón hai thiên thần nhỏ chào đời, nhưng rồi những ngọt ngào ấy đã tan ra như mùa hạ trôi hết cánh phượng, như mặt trời lặn mình lúc trời chiều, như cơn sóng ngược dòng dạt vào bờ bởi bệnh tật, bởi những phác đồ điều trị khiến cơ thể của cô đau đớn mỗi khi vô thuốc. Dù thế nào, cô cũng chọn chịu đựng thay vì bỏ cuộc. Bởi chính cô là người hiểu bản thân mình sợ nhất điều gì. Sợ các con không còn được bên cạnh mẹ, sợ tiếng gọi của tình mẫu tử bị đánh rơi giữa lúc các con còn chưa tới tuổi trưởng thành, sợ phủ đi lời hứa sẽ cố gắng chiến đấu với căn bệnh này đến cùng với những người thương cô và người cô thương. Học sinh nó cưng lắm, khi gặp học sinh nó rất là vui. Với phần học trò nó cũng động viên cô, cũng an ủi. Thôi nhiều học trò nó không có dạy nó nhiều, nhưng mà nó gặp nó hỏi cô phải không, cái đó cũng là động lực. Những giờ đến lớp, cô Mỹ Em đã để lại bệnh tật ngoài cánh cổng của ngôi trường Trung học Phổ thông Long Mỹ. Vì cô muốn học sinh của cô nhìn thấy cô khỏe mạnh, như chưa hề có một căn bệnh nào ở lại trong cuộc đời cô. Và nụ cười ngây thơ của các em cũng là liều thuốc tinh thần chữa lành những đau đớn thể xác mà cô đang phải trải qua. Với cô, những chuyện nên đến cũng đến, và đoạn đường phía trước dù có mưa to gió dữ, cô cũng bắt mình phải đương đầu vì gia đình, vì học trò, vì những người luôn bên cạnh động viên cô. Bệnh này mình phải chịu, mình cố gắng vượt qua để mình có thời gian mình chăm sóc con mình hơn, chứ không có thể gục ngã. Chung là sinh tử rồi, mình sống thêm mấy chục hai chục năm vậy lo nó cũng được. Lúc đó nó cũng lớn nè. Nói chung bệnh này chủ yếu tâm lý mình lạc quan mình sống. Nói chung nghĩ tới tương lai, nghĩ tới tương lai đứa nhỏ để mình lạc quan sống tốt. Nếu mà cô có đi trước thì hoàn thành chăm sóc hai đứa nhỏ là tốt là được rồi. Và nếu có một điều ước thì bản thân cũng ước là sẽ có nhiều sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ để cô Mỹ Em có được cái nghị lực, có được nhiều cái sự hỗ trợ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và trở lại với cuộc sống bình thường trong cái thời gian sắp tới để công tác và giảng dạy. Nhìn cô Phạm Thị Mỹ Em, dù bất cứ ai cũng sẽ tin vào sự cố gắng của cô, rằng cô sẽ không đầu hàng trước số phận. Đó là lý do tại sao gương mặt của chúng ta luôn hướng về phía trước để đón nhận những bình minh ở ngày mai, chứ không phải quay đầu nhìn về quá khứ để bản thân mắc kẹt trong những mảnh đất cằn cỗi mang tên bệnh tật. Và tất cả những gì của hôm nay đều chỉ mới là bắt đầu của ngày mai. Vì vậy, cô Mỹ Em rồi sẽ có được một ngày mai tươi đẹp và gặp lại những hạnh phúc khác trong đời. Là chia sẻ từ phía đội trưởng của biệt đội Phấn Trắng. Cảm ơn cô đã chủ nhiệm tụi em một năm rất là tuyệt vời. Năm nay có lẽ là năm kỷ niệm nhất và có nhiều cảm xúc nhất đối với chúng em, và không còn gì tuyệt vời hơn khi có cô bên cạnh để chủ nhiệm đến cuối năm học.
Đầu tiên, Thiếu Huyền xin được mời ông Giả Thành Công, đại diện Bánh Gà Quanh Quanh và Ý Chí trao tặng một phần quà là tiền mặt và quà tặng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Nam, đại diện nhãn hàng của IKEO sẽ lên trao tặng phần quà là tiền mặt và quà tặng của nhãn hàng đến cho cô. Một cái TV 55 inch. Dạ, bây giờ thì xin mời thầy Nam sẽ trao phần quà của mình đến cho cô ạ. Đây là phần quà 2 triệu đồng của nhãn hàng IKEO. Dạ, bây giờ thì xin mời thầy sẽ trao 6 phần quà cho 6 chiến binh của chúng ta. Dạ. Xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Mời anh Vũ Việt Nam, đại diện nhãn hàng bột trộn sẵn của cô Hương Xưa sẽ lên trao những phần quà đến từ nhãn hàng và tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn anh Vũ Việt Nam đến từ nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến những phần quà từ công ty điện tử Sujan. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông Phùng Chí Vĩ, đại diện quẹt trần Kim Thuận Phong gửi đến những phần quà cho cô Mỹ Em cùng với các bạn. Còn đây là 2 triệu đồng đến từ đại diện quạt trần Kim Thuận Phong. Cảm ơn anh Phùng Chí Vĩ ạ. Xin cô sẽ nhận một phần quà là 1 triệu đồng đến từ hội trợ bất hủ. Và còn đây là 1 triệu đồng đến từ anh Hoàng. Còn đây là 2.500.000 đồng đến từ chị Hà Thị Cân. Ngay sau đây sẽ là những phần quà đến từ nhà tài trợ dành cho cô hiệu trưởng trường trung học phổ thông Long Mỹ. Cô Trịnh Thị Trúc Linh sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với cô Mỹ Em cũng như tất cả các bạn ở đây ạ. Xin mời cô. Tôi cũng mong là chương trình của mình sẽ tiếp tục phát huy, kết nối và lan tỏa tình yêu thương này để giúp đỡ tất cả các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ chính của chương trình Biệt đội Phấn Trắng. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế, nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và IG thuộc công ty thực phẩm Quanh Quanh Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ phụ TV màn hình tương tác IKEO, quạt trần Kim Thuận Phong, công ty điện tử Sujan cùng với tất cả các đơn vị tài trợ khác đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị thân mến, mọi thông tin chi tiết cũng như là mong muốn đóng góp gửi về cho cô Phạm Thị Mỹ Em thì quý vị có thể gửi về email bietdoiphantrang@htv7a.gmail.com hoặc gửi đến địa chỉ trực tiếp tại trường Trung học phổ thông Long Mỹ, Hậu Giang. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần 15:55 trên kênh truyền hình HTV7. Còn bây giờ thì chương trình Biệt đội Phấn Trắng của chúng tôi thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong chương trình Biệt đội Phấn Trắng tuần sau.